chanh cao chanh thấp. Thử đây coi. Biết hay không thôi. Chữ ở không chanh cao chanh thấp. Vô đi. Ngồi đó mình nhường cái gì mình nhường. Này vậy cũng được. Có gì nói đi. Mình muốn nói tiếng tiên hay là ở đây cho chúng sinh biết. Cái gì cũng được hết. Gì thì xin mạn phép. Thế là Vinh không nhớ muội. Có gì nói đi ha. Hồ thì có muội trước đã đến đây trình lễ cha và lãnh lễ mẹ và cuối cùng muốn trùng phùng với Vinh tại nơi trần gian này. Vị Vinh để
mỗi chúng ta. Tam vẫn lệnh cha dặn mẹ xuống đây giúp chúng sanh. Đó là mọi nói dễ thôi, mọi trẻ muốn bái kiến sư vật. Còn gì nữa không, nói luôn đi. Không, vì chỉ vô trùng phục giới huynh nơi tại cung mẹ thôi. Đó là tâm nguyện của mọi. Nếu huynh không nhớ thì mọi xin trả cái xác này lại cho. Nam mô A Di Đà Phật. Chào ngài. Ngài có muốn nói gì nữa không? Không, chỉ muốn đến đây con dẫn cái xác này đến đây để ở trần gian gọi là tầm sư học đạo thêm, cho nên nhờ ngài giờ mình phải gắng đi chứ không phải dễ đi. Trần gian là đau khổ. Đúng rồi. Phải gắng đi cho nó đúng đường. Mọi cạm bẫy rất là nhiều, mình đi không đúng thì mình khó mà vượt qua lắm, sẽ bị phạm, biết lực phạm lực, lực trần gian dễ xử, lực thiên không ai hiểu đâu. Giờ mình đi thì mình ngán, còn bây giờ thế gian có hiểu được hay không thì cái đó là chuyện của thế gian, thì mình chỉ biết được cái gì
mình hiểu được cái gì, mình giúp được bà con của thế gian này được cái gì thì mình giúp. Đúng Còn rồi. hiểu hay không thì tự thế gian hiểu, tự nhận xét, tự nhận thức ra mà đi. Thì mình làm tròn nhiệm vụ của bề trên, làm tròn trách nhiệm vậy là xong. Còn thế gian có thức tỉnh hay không, đó là chuyện thế gian. Còn nói về mình nói ở đây có nhìn nhận ra hay không thì tự hỏi ở đây có nhận ra được không. Thuộc thiên ở đây ạ. Nên đây nhìn là biết. Chứ đừng có mà nói ở đây, khi mà mình xuống là mình đã quên. Đây không có quên. Nhìn là biết. Nhiều khi nói ở thế gian này ta không hiểu. Người ta nói mình, người ta không tin vào chờ Phật. Là khùng, là điên. Người ta điên không tin này vào. Là điên của mẹ, của cha. Chứ phải điên ở hàng hạ thế gian đâu. Chúng sanh còn u mê tầm tối lắm, chưa có giác ngộ nhiều đâu. Chỉ thấy cặp mắt cho đó rằng thật, chứ không biết ai ẩn ai náo. Khi mà thấy rồi thì tung tung hô hô, không biết đó thật thật giả giả như thế nào. Thì gọi là thế gian có mắt như mù. Rồi bây giờ ha, có muốn nói ngôn ngữ của sự vô hình không? Muốn thì cứ nói một, nói bày tỏ hết luôn ha, để cho nó nhẹ cái thân xác và dịu dắt cái xác luôn ha. Xả ra cứ nói. Tất sự tôi mới thấy sự tình này họ hổ sự tà tà mới chỉ tê 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 tô tô hóa sự tê tê tông mà tê tê na chi tu hu si na ma tu tu ti si ta ta tu tu hai sa mo ti. Nó thế đi. Tu tu di hi di ne a chi tu hu si na di ta ta tu ni ni chi. Vì vì ở đây biết ngài như thế nào cho nên mới dẫn xác đến đây. Thứ nhất, hồn thiên muốn gặp lại huynh đệ của mình ở trần gian. Và thứ hai, muốn dẫn cái xác này đến đây cùng ngài đạm đạo và những gì ngài biết, ngài chỉ trao đổi để cùng dẫn dắt chúng sanh đi trên con đường tu tập học đạo. Chứ cái xác này cũng có thích đi chỗ này chỗ nọ để thử như thế nào. Thử đây không tranh cao tranh thấp. Thử đây coi biết
hay không thôi. Chữ ở đây không tranh cao tranh thấp, còn đối với ngài thì muốn đến đây cùng nắm tay mà dẫn dắt chúng sanh đi trên con đường Phật Pháp. Giờ là thế gian khó mà dịu dắt, thế gian khó mà thức tỉnh. Đó. Còn cái chuyện mình đi thì mình phải đi. Khi mình đi, mình phải gán trụ tâm từ hữu hình cho đến vô hình. Bất cứ làm chuyện gì, mình phải trụ chân tâm để xem xét, để nhận thức nó. Làm bất cứ chuyện gì mình phải nhận thức. Còn nếu như mà mình không nhận thức, mà mình làm mà không chịu xem xét thì dễ bị ngã. Thời cuộc này rồi, rất là khó, chứ không phải dễ. Ở trên xuống cũng vậy, ở dưới cũng vậy, nên rất là khó. Thời cuộc tranh đấu, nên cái gì mình biết được thì trước tiên mình phải gắng tu tập trụ chân tâm. Còn giúp thế gian thì tùy duyên. Rồi chừng nào mình tu tập, mình khai mở, mình lấy được sự hồi ức của mình lại, thì lúc đó mình ngộ ra chân lý của ngày xưa mình tu tập, thì lúc đó mình sẽ đi độ chúng sanh và phiên chúng sanh, phiên cái thế gian này rất là rõ ha, trên con đường đạo hạnh. Nên bây giờ mình chỉ mới hồi ức lại và lấy về phần nào thôi, nên mình gán ha, để hồi ức chân lý của sự tu hành nhiều đời nhiều kiếp. Rồi đi mình phải xem xét nữa, chứ đừng có mà mình nghĩ mà mình biết mình như vậy mà mình buông, mình không chịu xem xét mà dễ bị ngã. Không đâu. Còn cái chuyện vô hình ha, thì rất là khó nói. Nhiều khi những tiếng ngôn ngữ thì cho hai người mới hiểu thôi. Còn cái người ngoài thì mỗi phần cơ, mỗi phần tinh căn khác nhau. Và ở cung, ở cõi nào, đó, từ đâu, thì đều có ngôn ngữ khác nhau. Nên có nhiều người người ta không biết về sự tu hành, người ta sẽ nói khác. Người ta nói mình đó, là một người dùng ngôn ngữ là thường và biết được chút định và nói, thì họ cho là tựa tựa như thế gian, nên rất là khó mà để đánh thức. Đúng rồi. Thì thôi bây giờ nói chuyện mình làm. Còn ngôn ngữ thì rất là khó nói. Nói thì mình hiểu, nhưng chưa chắc gì người nghe để hiểu. Đúng rồi, chúng sanh là sao hiểu. Luôn cả tâm linh, những gì ở trên cũng một khung mô cỡ khác nhau. Nên có nhiều khi xác chặn mình ầm về cái sự tu hành nhiều đời nhiều kiếp hả, rồi được bề trên là một cái cung đó, một cõi đó để chọn cái xác đó về dùng ngôn ngữ khác, thì gặp mình nói chuyện ngôn ngữ khác thì họ cho là một người giả hả, giả hay thật. Thì quan trọng nhất có làm được cái gì giúp được cho đời hay không, và đạo hạnh mình như thế thực, nào, và đem tâm từ bi như thế nào, thực hay giả, nhỏ hay lớn không quan trọng. Quan trọng có độ được mình chưa, có độ được gia đạo mình chưa, và mình có ra giúp được đời chưa, đó mới là quan trọng. Không phải cao là hay, nhỏ mà yếu không đúng. Ở thế gian chỉ biết so cao thấp, so sánh, so đo đủ điều, làm cho thế gian chứng, chứ không phải để cho cha mẹ chứng ha. Thế gian là vậy, tu hành cũng vậy, để cho thế gian này để chứng thôi, chứ không có cần bà cha chứng. Nên họ mới như vậy thì thôi, người đi sai thì mình cũng
khiên họ nhá. Tôi quay đầu tùy duyên, tôi nghe tôi nghe, còn cần mình thì mình nói, còn không cần thì đừng nên nói. Lấy chủ trung tâm để làm việc ha. Còn nói về ngôn ngữ dán chủ lời ha, còn nhiều ngôn ngữ lắm nên chưa khai mở hết ha. Chị thì hôm nay ngày mở luôn đi, mở ngày... hay không là chính bản thân mình cùng mở luôn đi ha. Chính bản thân mình, chính bản thân mình phải chủ thì hồi ức mình sẽ trở lại, sẽ phát ra nhiều được ngôn ngữ ha. Chị và khi chuẩn mà... ha, chủ lại và khi phát ra phải có đồng đạo tương phục, chớ bây giờ ngồi chủ mà nói tất cả chúng sanh này làm sao hiểu, đúng không? Cho nên hôm nay mới tìm đến ngài đó. Nói chung á, chủ lại mình sẽ nói được ngôn ngữ và phát âm ra chính xác nhiều hơn ha. Nên sự hồi ức của mình ngày xưa mình như thế nào thì mình sẽ lấy được nhiều các ngôn ngữ lại ha. Đây biết rất là nhiều ngôn ngữ nhưng sử dụng nó, tại vì cái ngôn ngữ chính thức của mình mà nó chính thức của mình á, là mình từng giao tiếp chính thức nhất, thì cái đó mình lấy lại trước, rồi xong xuôi mình lấy lại những cái sau. Nên hồi nãy phát âm thì nó đạt tỷ lệ cũng cao, nên nói gì chính xác 100% thì cũng không có, không phải. Nên nó có 2-3 câu có từ sai, có từ sai trong đó, nên mình gắng trụ lại để phát âm chính xác. Tại vì cái hồi ức của mình nó đang chạy về. Nếu mà bây giờ mình như vậy nói, tại vì mình nghĩ là một sự vô hình của người khác để vô cái xác của mình, nhưng thật sự đây là của mình ha, chứ không phải là của ai hết. Tại vì mình thấy con người mình khi đến nó có phần vô hình đó, mình tưởng đâu là ai đã chọn cái xác mình, nhưng thật sự đó là của mình ha. Biểu hiện giống như mỗi người căn cơ, mỗi người xác khác nhau, không ai giống ai. Nên mình thấy cái tâm linh của mình như vậy, mình tưởng đâu là của người khác, nó là thật sự là của mình. Đó là hồn thiên của mình mà. Khi cha mẹ cho mình xuống trần gian, chuyển kiếp, đọc thai làm xác chằn, thì đúng ngày, đúng giờ, thì cha mẹ mới thả hồn thiên của mình xuống, thì mình mới được căn nguyên do như thế này. Nhưng cũng có chân điện của các vị muốn mượn cái xác thân của người đó để chỉ dẫn chúng sanh. Còn tất cả linh căn thì ai cũng có hồn thiên, nhưng quan trọng hồn thiên đó đi đúng nơi, đúng chỗ hay không, và làm chánh pháp chưa. Nó cũng liên quan đủ thứ hết, từ xác sai hay đúng do tâm, tà hay chánh cũng do tâm ta mà sinh ra, không ai chánh mà cũng chẳng ai tà. Mình biết chủ chân tâm của mình thì đó là chánh pháp, chánh định, chánh tư vi. Cô này sư huynh giúp dùm cô đó. Bây giờ mỗi một người khác nhau hết, do tâm mình không chủ thì sẽ dễ bị ngã. Đâu phải mà căn tâm linh nó về thế gian mà nó dìu dắt xác không bao giờ chuyện dễ, mà muốn hòa hợp rất là khó. Mà khó hay không cũng do chính cái tâm của mình. Tất cả đều phải đồng lòng với nhau và đi phải cho đúng, nó hòa hợp lại và trụ được. Còn không là không bao giờ có
khó đi lắm. Thiệt chúng sanh tin tưởng nơi Ngài, cho nên về đây hỏi tụng với Ngài thì Ngài giúp mở cho chúng sanh. Còn thành đạt hay không đó là do chúng sanh tu tập. Nếu như một người có lãnh lĩnh bề trên, được căn nguyên của bề trên chấm chỉ thì phải hành pháp cho chánh định. Còn nếu không đi sai được, đó là tự chúng sanh lành. Còn xin Ngài, chúng sanh tin tưởng ở Ngài, cho nên chúng sanh mới tiệm đến nhờ Ngài giúp. Còn gì nữa không? Nói luôn nhé. Không, chủ yếu đến đây là cùng Ngài để khai mở giáo lý Phật Pháp, trao đổi Phật Pháp thôi, chứ không có gì hết. Và muốn cùng Ngài trên một hai ngày mà dẫn dắt chúng sanh ở đây đó, muốn cùng Ngài đồng hành với Ngài vậy thôi, không có gì. Thì mình phải dán ha, trụ tâm, trụ tất cả lời, rồi dán tu tập để lấy lời nó mới được, còn không là khó mà độ chúng sanh. Giờ tranh đấu ha, nếu mình không lấy ra được thì mình sẽ ngã, nên mình phải gán. Nếu như mà ở đây không biết chủ tranh tâm, là hồi tối hôm qua đó là đã ra rồi, nhưng phải đúng giờ, đúng khách, đúng nơi, đúng chỗ mới ra. Vì đó Ngài nói có chủ được chưa? Chủ, nhưng mà chủ được bao nhiêu? Đúng rồi, tại vì chưa có như Ngài mà. Nếu như Ngài thì tiếp đến Ngài để làm gì, đúng không? Chủ. Người đi trước sẽ dẫn dắt, người nói tiếp đi theo. Còn hành đúng hay sai là do người đi sau. Đi có đúng con đường mà người đi trước chỉ không? Hay là muốn đi tắt, đi ngang để về trước cái người đi trước? Đó mới là quan trọng. Mình nhiệm vụ mình thì mình cứ làm, tới đâu thì tính tới đó, về hay không không quan trọng, quan trọng nhất là phải làm cho đúng. Đúng rồi. Làm cho đúng những gì nhiệm vụ mà trang giao thì mình phải làm cho đúng. Còn có chuyện về hay không tới đó thì mình tính sau đi, lo làm đi. Dán chủ trung tâm làm thì chủ, thì từ chủ ở đây là mình, nó quan trọng nhất con người mình chủ được bao nhiêu đó, và nhận thức được bao nhiêu. Và khi mình chủ được càng nhiều thì hồi ức nó sẽ càng về càng nhiều, và quyền di sẽ về càng nhiều, trí tuệ mình khai mở càng nhiều đó. Còn cái từ chủ thì mỗi người có cách chủ khác nhau, ít hay nhiều là do mình. Ngài có cần giúp cái gì nữa không? Không. Nhà mình dán ha. Nhà nói chung thì mình nói tiếng thế gian thì nó dễ hơn. Nói tiếng kia thì mình nói vài câu để cho xả cái xác mình thôi. Ha. Nhiều khi nói quá người ta cho là cái lời nói nó là khác nhé. Nên dùng cái lời nó thế gian để cho dễ hiểu cho những anh em ở thế gian này để nghe và hiểu được nhiều hơn. Tùy theo linh căn nữa, chứ không phải mà linh căn nào cũng dùng tiếng của mình được, tiếng ở thế gian này được nhé. Nó tùy theo
thôi bây giờ có duyên như vậy á, thì gặp để trao đổi. Còn cái chuyện vô hình đó thì nếu mình biết thì mình dán, mình dán giữ, mình dán đi. Còn nói như mình đã gặp là biết với nhau, nếu mà mình cảm nhận được đó thì mình sẽ hiểu được thôi. Nói nhiều cũng không có tốt nha. Tại vì tâm linh nó rất là khó nói, nên giờ gán mình đi. Còn rất là nhiều anh em đã đợi, chứ không phải riêng mình, nên mình phải gán đi. Còn cứu anh em rất là nhiều, mà mình không chịu thì không bao giờ mình đã cứu anh em được. Cho bản thân mình cứu không được nữa, sao cứu ai nha. Thì nên có cái duyên để gặp, thì từ hữu hình đến vô hình thì gắng mà dìu dắt xác, và xác cũng gắng tụ tâm mà đi để còn cứu thế gian rất là nhiều em. Nên thì cũng là cái duyên để gặp, sau này lại có duyên thì sẽ gặp lại. Còn bây giờ lo mà tu hành, lo mà giúp đó, việc ai nên làm. Còn khi nào trên xây chuyển sẽ gặp lại. Theo như tôi nghĩ đó là sẽ còn duyên, còn dài dài nữa. Sau này nữ này sẽ cùng với huynh mà dẫn dắt chúng sanh đi nhiều nơi lắm. Còn duyên chứ không giống như những chúng sanh đến diện kiến ngài xong gọi là về dứt duyên. Vì đây là trên thiên xuống, cho nên duyên còn dài dài. Duyên này là duyên huynh duyên đệ. Nhớ đó, duyên huynh duyên đệ nghe. Thì bây giờ cái như mình có duyên mình gặp như vậy, thì nếu như sao mà có duyên thì gặp tiếp nhé. Mình nói là nói cái từ khi mình nhập gì xong xuôi rồi xác về đó, rồi khi ta cái duyên như vậy sao là có duyên thì gặp lại đó. Còn đi đúng đường thì sẽ gặp lại thôi, còn đi sai đường cũng vẫn gặp lại, nhưng mà gặp trong diện cảnh nào nó mới gọi là quan trọng. Đi sai đường không gặp được, sẽ gặp người sai đường thôi. Chỉ có đúng đường mới gặp được đúng đường thôi. Vì người sai, người trúng gần nhau sẽ bị tranh luận đó. Đúng không? Nên khó lắm. Đúng rồi. Khó mà nhiều giác anh em hòa đồng thì dễ, không hòa đồng khó lắm. Ở trần gian này, nói ngồi một cái bàn như vậy nè thì rất là dễ. Nhưng nói về căn nguyên mà ngồi được trong một cái bàn, tạm gọi là bàn gì? Ngài biết không? Biết. Em biết. Mình nói bây giờ, mình nói đi. Mình nói mình phải biết chứ. Muốn ngồi chung một cái bàn đàm đạo như vậy khó lắm. Vì mỗi người một căn một tánh. Trách nhiệm khó nha. Mọi người trách nhiệm khác nhau. Đúng rồi. Rồi việc công việc làm nhau, đủ thứ nữa. Và cái căn tánh tức là cái tâm của họ đó sẽ khác với mình, thì sẽ không ngồi chung với bàn được đâu. Sao dài ha, gặp vậy mà duyên gắn mà giữ ha, gắn mà đi thì gắn trụ đời tâm ha. Thôi ẩn vô đi ha, cho xác khỏe lại. Để trả thời gian lại cho ngài, để ngài giúp chúng sanh đi. Xin cứu ngài.
Rửa mặt rồi ha, rửa mặt Ui rửa xác ha, cho cái xác nó nhẹ lại đó, tối nói nặng nề đó, giờ lấy cái chai nước rửa đi ha, rửa xác lại cho nó nhẹ rồi dáng mà đi ha. Có duyên thì anh em sẽ gặp lại, chị em gặp lại ha, đường còn dài, còn hơi thở là còn gặp mà đó. Bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.